quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông tin bão số 3 Yagi cướp đi sinh mạng của 2 người và làm 92 người khác bị thương tại đảo Hải Nam Trung Quốc đã được giới chức Trung Quốc thông tin trong ngày 7 tháng 9. Cơn bão cũng khiến hơn 800.000 hộ gia đình của Trung Quốc rơi vào tình trạng mất điện. Chiều ngày 6 tháng 9, siêu bão mới nhất ở Biển Đông đã tấn công vào thành phố Văn Xương của đảo Hải Nam với tốc độ gió lên tới khoảng 245 km/h ở gần tâm bão. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cho hay, Yagi là cơn bão mùa thu mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc từ trước đến nay. Khoảng 420.000 cư dân ở đảo Hải Nam đã được di dời trước khi siêu bão đổ bộ vào hòn đảo. Khoảng nửa triệu người khác ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã được sơ tán trước khi siêu bão số 3 Yagi đổ bộ lần thứ hai vào huyện Suwon của tỉnh này trong đêm ngày 6 tháng 9. Theo hãng tin Bloomberg, ngày 7 tháng 9, Đài quan sát khí tượng hải khẩu của Trung Quốc đã hạ cấp cảnh báo bão từ đỏ xuống cam khi cơn bão số 3 di chuyển xa thành phố hơn. Do ảnh hưởng của siêu bão số 3 ở Biển Đông, tại Hồng Kông, Trung Quốc, hơn 270 người đã buộc phải tìm nơi trú ẩn tại các điểm trú ẩn tạm thời của chính quyền trong ngày 6 tháng 9 và hơn 100 chuyến bay đã bị hủy do siêu bão. Mưa lớn và gió mạnh khiến hàng chục cây xanh bật gốc, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, dịch vụ ngân hàng và trường học cũng bị ngừng lại. Ngày 7 tháng 9, bão số 3 Yagi đang đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam sau khi đi qua vịnh Bắc Bộ. Bão số 3 được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất trong khu vực trong thập kỷ qua. Theo dự báo bão mới nhất của cơ quan khí tượng Trung Quốc, khi tiến sát Việt Nam, tốc độ gió tối đa của bão số 3 Yagi đã giảm nhẹ từ bão cấp 4 xuống mức bão cấp 3 đạt 187 km/h. Trong khi đó, tin nhanh về bão số 3 phát lúc 12 giờ trưa ngày 7 tháng 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, tâm bão số 3 Yagi ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất của bão số 3 ở cấp 13, 134-149 km/h, giật cấp 16. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 3 Yagi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Bão Yagi hình thành trên biển phía đông quần đảo Philippines vào ngày 1 tháng 9. Khi quét qua đảo Luzon, hòn đảo đông nhất Philippines, Yagi ở cấp bão nhiệt đới. Cơn bão đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 17 người khác mất tích ở Philippines, chủ yếu là do sạt lở đất và lũ lụt trên diện rộng. Yagi đã mạnh lên thành siêu bão khi di chuyển qua Biển Đông, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2024 sau cơn bão cấp 5 Đại Dương Berin và là cơn bão mạnh nhất ở lưu vực Thái Bình Dương trong năm 2024. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền trên khu vực tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục duy trì cường độ mạnh với sức gió cấp 16-17. Toàn tỉnh Quảng Ninh có hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ, nhà dân bị tốc mái, mất điện trên diện rộng. Trên đường Hoàng Quốc Việt, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hạ Long đã kịp thời ứng cứu người dân đi xe máy bị cây đổ trúng người và phương tiện khi đi ngang qua. Tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đang có gió giật cấp 13-16, mưa to xối xả, gió rít và giật liên hồi từng cơn, biển động dữ dội. 6 tàu đang neo đậu trong âu cảng đã bị đắm. Khoảng 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn, hàng chục cây xanh đổ rạp trên đường. Toàn huyện Cô Tô bị mất điện, mất kết nối hệ thống cáp quang. Tuy nhiên, việc liên lạc qua sóng viễn thông vẫn đảm bảo. Tuyến đảo Vân Đồn như Quan Lạn, Ngọc Vừng cũng có gió giật mạnh cấp 12 và mưa rất lớn. Một số xã đảo đã bị mất điện cục bộ. Từ sáng ngày 7 tháng 9, thì cầu Vân Đồn đã tạm dừng lưu thông đối với xe máy. Cầu Bãi Cháy ở trung tâm thành phố Hạ Long cũng cấm xe máy qua lại trong điều kiện gió đang cấp 9-10. Có xe tải để chuyên chở người và phương tiện qua đây. Nhiều cây xanh cỡ lớn bị bật gốc tại sân trường ở thị xã Quảng Yên. Các khu vực này đều có gió giật đến cấp 10 và tăng dần lên kèm theo mưa lớn. Tại thành phố Móng Cái, hàng loạt cây xanh đã bị gãy đổ từ rạng sáng, nhiều cây chắn ngang đường cản trở giao thông. Hàng loạt địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh đều ghi nhận tình trạng cây xanh gãy đổ, nhà lợp tôn bị tốc mái, đứt neo trôi giạt bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân. Các địa phương sâu trong đất liền hơn như Ba Chẽ, Bình Liêu cũng đều có gió cấp 8-9, giật lên cấp 10-12. Một số điểm khu vực miền núi đã xuất hiện sạt lở cục bộ. Tại một chung cư ở thành phố Hạ Long, gió giật phăng cửa kính. Hiện thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh đã mất điện lưới trên diện rộng. Riêng các khu vực mỏ than hầm lò đã kích hoạt chạy máy phát điện ưu tiên phục vụ bơm thoát nước mỏ, quạt gió
việc sản xuất đã tạm dừng từ đêm ngày 6 tháng 9. Tranh thủ những thời điểm mưa nhỏ, gió giảm theo từng cơn, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành thu gom ngay các cành thân cây gãy đổ, chắn ngang đường, dọn dẹp vệ sinh, đồng thời tránh gió giật trong những giờ tiếp theo sẽ cuốn theo các vật cản này văng vào các phương tiện, nhà dân. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh chưa có báo cáo thiệt hại về người. Từ 13 đến 16 giờ, bão số 3 Yagi sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh và tiến sâu vào đất liền. Những cơn gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã quét qua Hà Nội chiều qua, khiến hàng loạt cây cối bật gốc, mái tôn bị tung. Đây là những dấu hiệu báo trước sự đổ bộ của bão số 3, dự kiến sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực trong những giờ tới. Trước lo ngại sức gió mạnh của bão Yagi kèm theo mưa to khiến cho hầm để xe bị ngập, một số chung cư ở Hà Nội đã dùng bao cát, sử dụng bàn ghế để chặn cửa tầng hầm, có nơi dùng xe container chặn cửa ngăn gió. Sáng sớm ngày 7 tháng 9, Hà Nội bắt đầu có mưa nhẹ do ảnh hưởng trước cơn bão Yagi. Khoảng 7 giờ cùng ngày, mưa bắt đầu nặng hạt và gió mạnh lên từng đợt. Có các tuyến đường của thủ đô Hà Nội vắng bóng xe cộ qua lại do vào cuối tuần, đồng thời nhiều nơi cho học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ làm để tránh bão. Để phòng chống bão, người Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp. Đáng chú ý, một số cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng dùng xe container chặn trước cửa, phòng gió giật vỡ kính. Việc trăng trống, buộc kỹ cửa kính cũng được nhiều nơi áp dụng. Cách đó không xa, một cửa hàng dùng container đã chắn cả hai phía đón gió với mục đích tương tự. Nhiều biện pháp khác giúp giữ chắc cửa kính cũng được áp dụng. Lo ngại bão đổ bộ vào đất liền gây ra mưa to khiến hầm để xe bị ngập, nhân viên ban quản lý khu đô thị nhà ở quận Hoàng Mai cũng đã cấp tập bê bao cát, sử dụng bàn ghế để chặn cửa tầng hầm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, kiên cố an toàn, không đi ra ngoài khi bão đổ bộ. Nếu buộc phải đi ra ngoài, nên mang theo các vật dụng cần thiết như đèn pin, áo phao, còi, điện thoại khi có sự cố. Bên cạnh đó, thông tin kịp thời chính xác vị trí khi cần cứu hộ, cứu nạn đến chính quyền địa phương hoặc số khẩn cấp 114, chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ, nguy hiểm do cây đổ, nhà sập, điện giật. Mười hai giờ ngày 7 tháng 9, bão số 3 tiến gần vào khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh. Hoàn lưu bão đang ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền nước ta, trọng tâm vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Báo Quảng Ninh thông tin, đến 13 giờ 15 phút, bão số 3 vẫn đang gây ra những đợt gió giật mạnh kèm theo mưa lớn, làm cho hệ thống điện lưới trên địa bàn huyện Vân Đồn bị mất, nhiều cột thu phát sóng điện thoại không thể hoạt động, khiến cho nhiều khu vực không có sóng điện thoại di động, ảnh hưởng đến quá trình chỉ đạo công tác phòng chống bão của địa phương. Cùng với đó, nhiều bè nuôi trồng thủy sản của người dân, dây nuôi hào bị sóng gió đánh trôi, hệ thống cây xanh trên các trục đường chính tỉnh lộ 334 bị gãy đổ. Nhiều mái tôn của nhà dân, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông bị gãy đổ. Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn đang tìm giải pháp, giữ liên lạc với các địa phương để nắm bắt về tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp phòng chống, tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Báo Hải Phòng thông tin, theo dự kiến chiều ngày 7 tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến Hải Phòng. Trước đó lúc 5 giờ, bão đã ảnh hưởng đến huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tuy nhiên, từ sáng ngày 7 tháng 9 đến 10 giờ, khu vực Hải Phòng đã ghi nhận gió to kèm theo mưa. Trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là một số cây cầu, lực lượng chức năng thực hiện cấm cầu để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, đến thời điểm 12 giờ 30 ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện có mưa to, gió 86 km/h, tương đương cấp 8, cấp 9. Các lực lượng đang bổ sung bao cát để phòng nước chiều dâng. Từ 11 giờ ngày 7 tháng 9 trên địa bàn huyện Hải Hà, bão số 3 với sức gió cấp 12 và mưa to đã làm tốc mái tôn trên khoảng 40 nhà dân, trụ sở cơ quan, trường học. Hiện nay các xã, thị trấn đang bị mất điện, 10 điểm dây điện bị cây đè vào, làm đứt dây điện trên địa bàn huyện. Khoảng 100 cây xanh trên quốc lộ 18A, các tuyến đường xã, thị trấn bị gãy đổ, khoảng gần 1 hectare mía đường bị đổ. Cơ quan điện lực huyện, công an huyện, ban chấp hành quân sự huyện đang tích cực xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai các biện pháp theo nghiệp vụ được phân công, chủ động ứng phó với diễn biến ảnh hưởng của bão số 3. Tại Uông Bí, hiện gió giật cấp 8, cấp 9, làm một cây cột điện gãy đổ tại phường Thanh Sơn, 82 cây xanh đô thị bị gãy, bật gốc, hai công trình phụ bị tốc mái, hiện tại không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bão. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Uông Bí chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục theo dõi diễn biến,
đường di chuyển của bão, chủ động sẵn sàng các phương án, triển khai các biện pháp để ứng phó bão số 3. Công trình hồ thủy điện Yên Lập là hồ nước ngọt lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Tính đến 12 giờ ngày 7 tháng 9, để ứng phó với mưa bão, công ty thủy lợi Yên Lập đang phải xả tràn qua 3 cửa với lưu lượng 160 m/s để giảm lực nước hồ từ 119 triệu m³ xuống 110 triệu m³, đảm bảo an toàn công trình hồ đập. Đồng thời bố trí 100% quân số ứng trực bão số 3, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Quảng Yên yêu cầu khẩn trương lên phương án, bố trí địa điểm di rời các hộ dân khu vực hạ lưu hồ Yên Lập, ưu tiên người già và trẻ em. Trong bản tin sáng ngày 7 tháng 9, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ đã đưa ra một dự báo không mong muốn. Bão Yagi, cơn bão số 3, sẽ suy yếu rất chậm trong khoảng 6 tiếng kể từ khi đổ bộ, lúc nó đi qua đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam. Sự suy yếu rất chậm này là do cơn bão có thể gặp hiệu ứng đại dương nâu, cũng có khi được gọi là hiệu ứng nước nâu. Đây là một hiệu ứng đặc biệt, ít khi xảy ra và rất nguy hiểm. Theo Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh, hiệu ứng này để chỉ tình huống khi một cơn bão gần như giữ nguyên sức mạnh hoặc thậm chí còn mạnh lên khi đi vào đất liền. Như vậy, hiệu ứng này là trái ngược với hành vi của những cơn bão thông thường là suy yếu nhanh sau khi đổ bộ. Chính hiệu ứng này đã khiến cơn bão Ida năm 2021 giữ nguyên cấp độ là bão mạnh trong hơn 8 giờ kể từ khi nó đổ bộ lần đầu tiên vào Louisiana của Mỹ. Theo Dịch vụ Khí tượng Quốc gia của Mỹ, được đăng trên trang Sun Herald. Hầu hết các cơn bão có được năng lượng từ nước biển ấm, vì vậy khi đổ bộ nó sẽ suy yếu vì mất đi nguồn nhiệt và độ ẩm, tức năng lượng của chúng. Cho nên, với hầu hết các cơn bão, lượng mưa lớn nhất thường được ghi nhận vào trước hoặc khi bão đổ bộ. Vậy tại sao một số ít cơn bão gần như giữ nguyên sức mạnh hoặc thậm chí mạnh lên sau khi đổ bộ? Các nhà nghiên cứu khoa học đã chỉ ra 3 điều kiện để tạo ra hiệu ứng này. Một là mặt đất rất ấm và có nhiệt độ tương tự ngoài biển, nơi bão đã hình thành hoặc đi qua. Hai là mặt đất rất ẩm, nên tương đối giống biển. Đây là lý do hiệu ứng này được gọi là đại dương nâu hoặc nước nâu. Độ ẩm cao trong đất khiến mức độ bốc hơi cũng cao. Đây giống như là một nguồn năng lượng nhiệt cho bão, gọi là nhiệt ẩn. Ba là lượng nhiệt ẩn nói trên phải ở mức độ nhất định. Như vậy, hiệu ứng đại dương nâu khiến bão giữ được sức mạnh lâu hơn sau khi đổ bộ, chốt xuống lượng mưa nhiều hơn, có khi là lượng mưa kỷ lục. Và rõ ràng, sức tàn phá cũng cao hơn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam dự báo, thời gian gió mưa mạnh nhất ở Hải Phòng, Quảng Ninh là từ 13 giờ đến 19 giờ, Thái Bình, Nam Định là từ 16 giờ đến 22 giờ, Hà Nội là từ 18 giờ ngày 7 tháng 9 đến 1 giờ ngày 8 tháng 9. Trong mưa to gió lớn, người dân nên ở trong nhà hoặc nơi trú ẩn vững chắc, liên tục theo dõi các bản tin và làm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, cố gắng giữ an toàn ở mức cao nhất có thể.